Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Và hôm nay thì cũng nghiện quay clip quá, mà mấy cái lo nó chưa về kịp, cho nên là lên đây em quay cái clip này, clip ngắn này để mời quý vị và các bạn ngắm đồng hồ bãi cùng với Trần Thảo An Khang, cũng như là mời quý vị và các bạn nghe một bản nhạc do ca sĩ Trường Vũ hát đi ha. Mình sẽ chọn bài ca sĩ Trường Vũ hát và hát cặp lo bass Yamaha rồi lo đàn trên màn hình chúng ta đây quý vị ha. Đây thì cặp lo này chi tiết cận cảnh này kia nó báo giá rồi thì cũng đã có hết rồi. Thì nếu hôm nay sau khi cái clip này phát hành, nếu vị và các bạn nào có thích đôi Yamaha này thì liên hệ với Trần Thảo Khang, em sẽ giảm giá chút đỉnh để giao lưu đến quý vị và các bạn đôi bass Yamaha đó. Và cũng nói thêm là có mấy ít một số cái đồng hồ để bàn hàng về từ Mỹ tuyệt đẹp vì ha, thì đa số là nó còn zin hết và còn chạy hết, chủ yếu là có một số cái nó gít mình phải lao dầu và chùi dầu thôi quý vị. Thì đây thì em cũng xin giao lưu đến quý vị và các bạn những cái đồng hồ này giá rất là bình dân. Nếu quý vị và các bạn nào có thích chơi đồng hồ, yêu mến cái món đồng hồ cổ này thì cứ liên hệ với Trần Thắng Khang. Những cái đồng hồ em cũng còn nhiều cái lắm, tầm mười mấy 20 cái. Thì nếu anh em nào mà lấy được hết, anh em thợ nào lấy được hết số lượng á thì mình để giá cực mềm cho anh em, và anh em tự lau chùi, lau dọn, lau dầu để mà giao lưu với những anh em khác vậy ha. Thì cũng không nói dài dòng, Trần Thảo Khang mời quý vị và các bạn cùng với Trần Thảo Khang nghe bản nhạc vậy ha. Thì nhạc thì cũng trên đây chỗ phòng để đồ thì em cũng không có đem cái gì lên, chỉ có cái ampli cặp lo đó. Nhạc thì phát từ máy vi tính quý vị nha. Đây, game trực tiếp vô luôn, không có giải mã giải gì hết quý vị nha. Mày quý vị nha. Đây, play đó. Còn Amplay Bino 8800X, nó gỗ nguyên xin từ Nhật cũng vậy ha, nó gỗ của hãng luôn. Con này thì em cũng đã có clip giới thiệu chi tiết nó rồi. Nếu quý vị và các bạn nào thích em này thì cũng liên hệ với Trần Thắng Khang sẽ có giá tốt cho quý vị liên hệ em ha. Thank you.
sùm các bạn quý vị. Nói chung đó là để lo ngoài thì phát với biết tiếng thôi, thì cũng có lóc cốc lan can, nên cũng có những nhạc cụ đồ ra thôi, nhưng mà thiếu chép nhiều lắm vậy ha. Bass thì cũng không có bass đâu, thì phát cho vui thôi. Cũng tiện giới thiệu lại những món đồ còn này, như là đôi lo bass rê, cái ampli Pioneer 88X và hai con đồng hồ đang hoạt động hoàn hảo trên màn hình chúng ta đây. Nếu anh em nào có thích món nào, có muốn giao lưu với Trần Thảo Khang món nào thì cứ liên hệ Trần Thảo Khang để giá tốt cho anh em chơi. Rồi, đến đây thì em xin tạm dừng video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để xem hết clip của Trần Thảo Khang. Nếu vì các bạn nào có đi ngang qua kênh Trần Thảo Khang, nhớ cho em một like cũng như là một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần cũng như là ủng hộ kênh Trần Thảo Khang của MVP nha. Rồi, đến đây thì em xin dừng video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau nha.